Quý vị và các bạn thân mến, sở hữu bờ biển đẹp trải dài từ Long Hải đến Bình Châu, Hồ Tràm từng được kênh truyền hình CNN bình chọn là một trong những nơi có bãi biển hoang sơ đẹp nhất thế giới. Và trong mắt giới đầu tư, Hồ Tràm luôn là một thị trường du lịch nghỉ dưỡng với tiềm năng vô cùng hấp dẫn. Chính vì như vậy, hiện nay ngày càng nhiều tập đoàn bất động sản lớn cùng những thương hiệu nghỉ dưỡng quốc tế đã nhìn thấy tiềm năng tại Hồ Tràm. Bên cạnh những thương hiệu khách sạn resort đã đi vào vận hành như The Brand Hồ Tràm Ship, Century, Melia Hồ Tràm, Camelina, thị trường còn chứng kiến sự phát triển của loạt dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí quy mô lớn như Novacua Hồ Tràm khoảng 1.000 hectare, Edenia Resort, Laguna Bình Châu, The Homestead Hồ Tràm. Và mới đây nhất, tại Novacua Hồ Tràm, nhà phát triển dự án vừa khởi công Hotel Hồ Tràm M Gallery, cùng khách sạn 5 sao là một trong những tiện ích nổi bật nhất thuộc phân kỳ The Tropicana nằm trong tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí Novacua Hồ Tràm. Thưa quý vị và các bạn, Hotel Hồ Tràm M Gallery do Accor Hotel Group, tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu trên thế giới với danh mục các thương hiệu nổi tiếng đa dạng trong tất cả các phân khúc như là Raffles, Pullman, Grand Mercure, Novotel, Mercure, Ibis quản lý và vận hành. Cụm khách sạn được nhận định sẽ góp phần tạo nên chuỗi tiện ích hoàn chỉnh và cao cấp cho Novacua Hồ Tràm nói riêng và nâng tầm chất lượng cơ sở lưu trú của du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung, đem đến một không gian nghỉ dưỡng trong lành, tự do, sang trọng và những nét đặc trưng riêng của một khách sạn đẳng cấp 5 sao quốc tế.